Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món bánh khoai tây nhân phô mai. Đây là một món bánh được lòng rất nhiều người. Nếu bạn yêu thích món ăn, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Trước tiên ta loại bỏ phần vỏ khoai. Sau đó rửa sạch và thái khoai thành từng lát. Khi nước sôi lăn tăn thì đổ phần lát khoai vào. Kiểm tra miếng khoai chín mềm là được. Vớt khoai ra và để chúng sang một bên. Nghiền nhuyễn khoai khi còn đang nóng. Khi khoai mềm mịn, thêm đường theo sở thích để tạo độ đậm đà cho vỏ bánh. Trộn đều khoai và đường. Thêm bột khoai tây để tạo độ kết dính và dẻo dai cho vỏ bánh. Trộn bột và khoai thật đều nhau. Dùng tay để tạo độ liên kết cho bột đến khi bột thành một khối đồng nhất. Rắc bột áo lên thớt để đảm bảo bột luôn khô ráo và không bị dính. Lăn bột thành một khối dài, sau đó dùng dao để chia những khối bột thành những miếng đều nhau. Vê tròn những miếng bột nhỏ, tạo độ lõm cho bột. Đặt phô mai sợi vào giữa, tạo độ liên kết và kín đáo cho bánh. Sau đó vê chúng lại thành quả bóng. Đặt những trái bóng tròn này sang một bên. Dùng tay ấn dẹt những trái bóng tròn này xuống. Chuẩn bị chảo và dầu ăn để chiên bánh. Thả toàn bộ số bánh vào chảo và chiên với lửa nhỏ. Lật bánh khi mặt bên đã vàng. Tiếp tục chiên mặt còn lại với lửa nhỏ để đảm bảo bánh luôn chín đều và vàng. Trình bày thành phẩm lên đĩa và thưởng thức. Bánh mềm và có độ đàn hồi rất tốt. Mình sẽ kiểm tra nhân bánh bên trong. Vỏ bánh dai và lớp phô mai tan chảy. Mình sẽ thử ăn. Rất tuyệt các bạn, vỏ bánh dai, trong và có vị ngọt dịu, hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai, tạo nên một món ăn rất tuyệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu yêu thích món ăn, hãy like và đăng ký kênh. Đừng quên bấm chiếc chuông bên cạnh để luôn nhận được những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.